Một cú đánh nữa, bóc phải. Vậy chứ. Chào, chào. Vật tay không? Nào. Em thua nha. Tạm biệt. Thôi đi cho rồi. Lên, vậy nè, móc dưới. Cái nữa. Chào em, vật tay không? Chơi tay trái đi. Em thuận hơn. Cờ bắp đẹp đó ha. Chắc mình tiêu rồi. Tay của anh. Anh đi nha. Mình sẽ đăng lên TikTok. Không, anh đùa thôi. Lại một buổi hẹn tồi tệ. Lẽ ra mình nên tập múa ba lê. Ai trong số họ hẹn mình nhỉ? Có lẽ là anh ấy. Chào, anh đợi em hả? Rất vui được gặp anh. Cô gì ơi, cô đang tiếp thị gì à? Anh yêu cô ta là ai? Xin lỗi, tôi nên đeo kính vào. Trời, xin lỗi, tôi nhận nhầm. Người tôi hẹn ở bàn bên kia. Chào anh thế nào? Rất vui được gặp anh. Em đang rất hạnh phúc anh à. Chưa đâu, anh có ngạc nhiên cho em nè. Mang vào đi. Ta-da! Gì vậy? Tấm màn che nè. Và cả linh mục nữa. Cô có muốn lấy người đàn ông này làm chồng? Đây là buổi hẹn hò đầu tiên mà, tha cho em. Vậy mà nói cô nào cũng muốn cưới. Anh chưa từng thấy cô gái nào xinh như em. Phục vụ đặc biệt của đầu bếp. Cảm ơn. Em xinh và đáng yêu quá. Mời uống. Cảm ơn. Anh không thấy ngừng nhìn vào mắt của em. Thế đâu, cuối cùng cũng tìm thấy con rồi. Mẹ đã đến tất cả nhà hàng trong thị trấn. Chào cháu. Hả? Mẹ? Đây là mẹ anh. Con gọi món này sao? Đừng lo, mẹ mang cho con đồ ăn ngon đây nè. Món cút quay mà con thích đấy. Nhưng mẹ ơi, còn nóng nữa nha. Đeo khăn ăn để không bẩn áo hen con. Mẹ, thôi mà. Cháu à, xem nè. Con bác hồi mới tập đi đó. Lúc nó còn học mẫu giáo nè. Mẹ, dừng lại đi mà. Chịu hết nổi rồi, chuồng thôi. Kìa, em yêu. Con đi đâu vậy? Ăn rau đi. Nhưng mẹ ơi. Đây, uống đi. Mẹ ơi, em ấy đi rồi. Đừng buồn, dù sao con cũng không thể tìm được ai tốt hơn mẹ đâu. Thật khó để làm cô nàng này vui. Nhờ anh chàng mà buổi hẹn hò của cổ thật tệ. Chán quá. Anh xem, người yêu cũ của em biết cách làm em cười. Sao em lại nghĩ về anh ta? Anh cũng biết nhiều chuyện vui mà. Không, không phải thế này. Em đi đâu đó? Trời ơi, hẹn hò khó ghê. Người yêu cũ của em nè. Anh đi được rồi, tạm biệt. Ngồi đi anh. Mình đang làm gì ở đây vậy? Anh kể gì nghe đi. Không kể hả? Chán anh quá. Người yêu cũ khác của em thật sự biết cách làm em cười. Chắc luôn. Đây là Ron, người yêu cũ khác của em nè. Ảnh hài hước hơn anh. Vậy ha. Anh ngồi đi, mình ôn chuyện cũ đi anh. Tốt quá, có trà. Ồn ào quá. Anh biết không, tốt hơn anh nên đi đi. Để xem còn ai nữa không nào. Chọn người yêu cũ nào ta? Có lẽ... anh này. Không. Anh này được nè. Mình đang hẹn hò với một cô nàng rất xinh đẹp. Em ấy nên đến rồi chứ ta. Là em ấy. Hoa. Tặng cho em sao? Không, em nhận nhầm rồi. Anh đi nha. Lại một người nữa tạch bài kiểm tra. Chào em, anh không thể đứng nhìn em ngồi buồn như vậy. Anh bầu bạn cùng em nha. Anh thật là ngọt ngào và rất vui. Em phát ngán với cặp kính này quá. Em xõa tóc được chứ? Không thể nào. Vịt con xấu xí biến thành thiên nga xinh đẹp. Mình đã sai quá sai. Xem nó nói gì nè. Này anh, em không thể chịu nổi nữa. Không. Cuối cùng.
cùng cũng có thể xem chương trình yêu thích rồi. Ờ hả? Xem điện thoại đã. Gì? Lại cầm điện thoại? Đồ ngốc. Không, cục cưng của anh. Chơi domino không nào? Tới anh. À hả? Xem Instagram có gì nào? Em sắp thắng rồi. Lại điện thoại. Em vứt nó bất kể thế nào. Em ghét nó. Cục cưng của anh. Kênh Trum Trum anh thích nè. Ăn đi cưng. Anh phải làm sao nếu không có em đi. Ngon đó. Đi dạo thích quá ha. Đợi anh quay lại ngay. Có thể anh sắp đưa mình đến nhà hàng. Anh tuyệt quá. Cốc theo, hoa. Ồ, thật là lãng mạn. Anh thấy thiếu thiếu gì đó. Lên nhạc. Đây là ngày tuyệt nhất mà em từng có trong đời. Anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em. Mình sẽ ăn cháo mẹ nấu. Nó ngon hơn bất kỳ nhà hàng nào. Và sau đó có thể tiếp tục đi dạo. Anh ấy đâu rồi ta? Mình chết cống mất. Chào em. Mời em ngồi. Ơ, xin lỗi, anh hơi hồi hộp. Lâu lắm rồi anh mới hẹn hò. Tặng em. Cơ thể cứ như không theo ý mình. Chờ đã, để em đo nhiệt độ cho anh nha. Mạch của anh nhanh quá. Thở ra, hít vào. Thở ra. Anh ổn rồi đó. Em sẽ cho anh đơn thuốc chống lo âu và anh có thể về. 200 đô tiền tư vấn hen anh. Sao? Trước giờ mình chưa từng hẹn hò kiểu này. Mình nói được tiếng Hy Lạp và tiếng Trung. Cô này không được. Cậu không hợp với ảnh. Không ư? Được, thường thôi. Lucy, cô nàng này chắc chắn không hợp với tớ. Tới ứng cử viên tiếp theo. Mình xem sơ yếu lý lịch của cậu được không? Mình đến để hẹn hò, không phải phỏng vấn. Lucy, rõ ràng cô nàng này cũng không hợp. Này, tớ ngồi đây, tớ nghe thấy hết trơn nha. Cảm ơn, cậu có thể về. Chúng mình sẽ gọi cho cậu sau. Đồ thần kinh, loại cậu ấy đi. Xong rồi. Lucy, em yêu, tặng em. Em, cảm ơn anh. Anh yêu em. Em bị sa thải, không còn là thư ký của anh nữa. Giờ em là bạn gái của anh. Phim anh thích nè. Lấy kem cho em đi. Đây, nhận lấy. Ha, cho em đó. Trận chiến kem. Khăn nè em. Cảm ơn anh nha. Em lau sạch chưa? Rồi, sạch rồi đó. Mình coi tiếp đi. Mình ở đây chi vậy? Tệ thật. Mình lo lắng quá rồi. Chào em. Tặng em. Cảm ơn anh. Em rất là thích. Em uống gì? Anh hơi lo. Miệng khô khốc. Tay còn run nữa. Không sao, mình có soda. Tốt hơn rồi. Mời em. Ăn tráng miệng nha. Em ăn chút ha. Vâng, tay anh run quá. Không thể bình tĩnh nổi. Còn làm rơi đĩa nữa. Anh thật là ngốc. Em làm rơi mọi thứ mọi lúc. Thật sao? Dạ, mình thật giống nhau. Đây hẳn là duyên phận. Đập tay nào em yêu. Áo, cẩn thận chứ. Ngồi đi. Tặng cho em. Em muốn gọi đồ uống. Đây, thử ly cocktail đặc biệt của anh đi. Anh thích chanh lắm. Em phải đi rồi. Gọi cho anh sao? À được, tạm biệt. Nhớ gọi cho anh nha. Lần hẹn hò thứ hai. Họ quyết định hoán đổi phong cách. Này, khỏe chứ? Đừng ngại, anh uống gì? Anh gọi gì chưa?
muốn uống không? Anh có việc rồi. Đừng đi, không phải lúc nào em cũng mạnh bạo như vậy. Anh thích nó đó. Em thích anh hơn. Anh hợp làm mọt sách nhút nhát lắm. Thật là một ngày tuyệt vời. Mình có lời mời. Yeah, anh này đẹp trai đó. Mình sẽ đi chơi với ảnh. Hôm nay lạnh hơn bình thường. Yeah, tin trả lời. Em ấy đồng ý. May quá. Chúng mình sẽ gặp lúc 6 giờ tối nay tại cà phê Drum. Mong gặp em. Mình tới rồi. Anh ấy đâu? Anh đến muộn hả? Anh đâu rồi hả? Hả? Em không thấy anh đâu cả. Em ấy đâu? Lạnh quá. Ồ, chào em. Anh đợi cả nửa tiếng rồi. Anh What? Đang ở Alaska sao? Em đến Drum Cafe ở California. Bye. Lần sau anh tự hẹn mình anh đi nha. Ôi trời, mình đi sưởi ấm đây. Bạn có thích video của chúng mình không nào? Hãy bình luận bên dưới và cho chúng mình biết nếu bạn đã từng có buổi hẹn hò khó xử nha. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh của chúng mình, like video này, bấm vào chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video vui nhộn từ Woohoo.